Trời. Sao anh Niên nó mặc giáp mà giờ chơi của mình tôi mặc giáp là sao? Vậy đó hả? Đủ xỉ. Vậy mà không nói. Chính như gì ta? G6 hả? CBG nhìn không ra. Sẽ dắt ngã của ai?
này cái gì. Quên đường rồi. Đây cơm gì chú? Cơm bò tái. Cơm bò tái hả? Dạ. Của con một dĩa khỏi rau gì nha, khỏi rau khỏi ớt. Dạ dạ. Sao công việc khóa luôn cha? Rồi xịn nó văng là được xị. Thôi mình đi quỳnh. Đi quỳnh kia trước. Cửa 6 chạy đường này mệt à. Mấy ông này chạy vết ngàn thấy mỏng da khỏe, thấy lộn vết 8 thấy da khỏe vậy ta. Ẩm cao mới ghê đi. Không da cái đi dèo. Ông An lên là ý. Kìa có hai idol, hai fan của idol nhìn bển kìa. Kìa hai hảo cám, hảo sọc kìa. Đây hồi nãy chỗ cây xăng thấy con chiếc vết ngàn, có thằng kia chở gợ, vợ tưởng đi theo không chứ.
thấy không? Anh xí đâu, anh xí đi. Gì trời?